rồi cô chú cứ yên tâm là khi mình đi xem cái dãy nhà này thì à, cô chú anh chị xem được cái video này là, là mình đã sẽ mua được nhà với cái giá rẻ nhất từ chủ đầu tư là bên em là đơn vị mình à, xây dựng trực tiếp cái khu vực nhà này và mình à, bán cho cô chú anh chị luôn thì hôm nay thì à, tại đây thì các những cái cô chú anh chị ở đây mình à, à, đang tân gia nhà mới nha cô chú anh chị đang tân gia nhà mới thì sản phẩm nhà ở đây là trực tiếp chủ đầu tư trực tiếp bên em xây dựng và bán nên mua với cái mức giá rẻ nhất giá thì em sẽ báo công khai trên màn hình cô chú anh chị mình có thể xem và đường ô tô đến tận nhà luôn nha cô chú anh chị hỗ trợ tặng cho cô chú anh chị nội thất gối nội thất tặng vàng cho cô chú anh chị luôn giá sẽ rẻ nhất cô chú anh chị cứ đi xem chỗ nào rẻ cứ gọi lại em giá sẽ rẻ nhất cho cô chú anh chị để mình yên tâm ha ở ngoài kia là con đường nhựa đó cô chú anh chị thì lúc trước có đám bắp thì nay mình đã dọn đám bắp rồi nha thì uh, nhà là cái khu kế bên là có cái biệt thự như thế này ha nhà thì sẽ gần gần cầu lớn hóc môn và mình chạy xuống thì tầm khoảng uh, uh, khu vực gần uh, khoảng 3 km nữa là tới cái khu vực nhà này nha cô chú anh chị uh, trên đường tỉnh lộ Chính ha đường tỉnh lộ Chính mỹ Hạnh bắc nhà rất là đẹp nha cô chú anh chị đường xá giữa hai khu vực này rất là rộng rãi cô chú anh chị mua về đó cô chú anh chị mình có thể thấy rất rộng rãi để xe ô tô để xe máy rất thoải mái luôn và khu vực này thì rất là nhiều nhà cô chú anh chị mua thì liên hệ sớm hai số điện thoại của bên em để em dẫn cho cô chú anh chị mình đi xem nhà thực tế nha đi xem đây cái này cái mẫu nhà như thế này ha xin cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều cứ gọi em giá rẻ nhất yên tâm nha cô chú anh chị